Sản xuất Cao Hi Hi, Tề Văn Quân. Biên kịch Trương Nguy. Đạo diễn Trương Thụ Bồi. Với sự tham gia của các diễn viên Hồ Băng Khanh trong vai Độc Cô Già La, Ký Y Hiểu trong vai Độc Cô Mạng Đà, An Dĩ Hiên trong vai Độc Cô Ban Nhượng, Quỳnh Văn Hào trong vai Độc Cô Tính, Trương Đăng Phong trong vai Dương Kiên, Từ Chính Khê trong vai Vũ Văn Hộ, Ứng Hạo Danh trong vai Vũ Văn Ung, Châu Đình Huy trong vai Vũ Văn Dục, Lưu Tinh Vũ trong vai Lý Bính, Lý Thủy Siêu trong vai Vũ Văn Giác, cùng với sự góp mặt của các diễn viên khác. Bộ phim Độc Cô Thiên Hạ. Tập 8. Điện hạ, đã điều tra rồi. Mũi tên đó giống vậy không phải được bắn trúng, mà là sau khi con chim rơi xuống có người tới đâm vào. Tay chân của cổ cũng nhanh thiệt đó. Lần trước ở Đạo Quan, thuộc hạ đã thấy có vấn đề. Cô ta vừa thổi nhạc, vừa quan tâm tới ngài. Mấy ngày tiếp theo đã giả vờ tình cờ gặp gỡ. Coi chúng ta là kẻ ngốc sao? Gì mà còn nói là tỷ tỷ? Trên đời này có người tỷ tỷ nào lại bôi nhọ muội muội như vậy không? Mấy lần trước ta nói úp úp mở mở, ta cứ tưởng Già La đã kể cho cổ nghe, nên mới có lòng tốt đến an ủi ta. Thật không ngờ cô ta lại có ý đồ khác nữa. Nhưng mà tại sao cô ta lại chọn ngay lúc này cố tình tiếp cận ta? Có khi nào cô ta chê xính lệ của Dương Gia Ích nên đổi hướng sang Đâm Lai Điện Hạ không? Điều tra kỹ càng nội phủ, cô ta nắm rõ hành tung của ta trong lòng bàn tay như vậy, chắc chắn là có nội gián rồi. Già La muội coi, đây là bản đồ do danh sư kinh thành vẽ. Chỗ này chính là phủ thế tử tương lai của chúng ta. Muội coi, bên này là hồ nước, là trang lầu của muội. Sau đó ta sẽ đem cái hiên nhà muội thích nhất về dựng lại ở đây. Già La, Già La. A Ung, tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư. Biểu ca, huynh từ từ coi đi, muội có chuyện gấp phải đi rồi. Ê, 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 chuyện này. A Ung. Điện hạ, tiểu thư nhà tôi đến rồi. Huynh tìm muội hả? Dạ La, mấy ngày qua muội khỏe không? Muội rất khỏe, tuy lại đính ước, nhưng mà một hai năm nữa mới thành thân cũng không vội, cho nên cũng không có gì khác trước đây. Còn huynh, bây giờ huynh ở trong Đông phủ có quen không? Cũng ổn. À Ung, mấy ngày qua muội thấy lo cho huynh lắm. Bây giờ huynh đã được trở lại kinh thành rồi, vậy chúng ta cũng không cần giả vờ cãi nhau trước mặt thái sư nữa. Muội có rất nhiều chuyện muốn nói với huynh. Nè, vào ngày trưởng tỷ thành thân, huynh cùng tới đó rước dâu với đại ca huynh. Huynh cùng uống ly rượu mừng, có được không? Tất nhiên là được. Ồ, à phải rồi, hôm nay huynh gấp gáp đến tìm muội là vì có mấy chuyện quan trọng cần nói với muội đó. Không thể nào, nhị tỷ không phải loại người như vậy. Dạ La, muội nghĩ huynh gạt muội sao? Sở dĩ huynh nói với muội chuyện này là mong sau này muội cẩn thận đề phòng cô ta. Nhị tỷ này của muội đó lòng dạ nham hiểm, muội không thù không oán với cô ta, tại sao cô ta lại bịa đặt nói xấu muội trước mặt huynh làm gì? Muội không cho huynh nói tỷ ấy như vậy. À Ung, có phải huynh hiểu lầm rồi không? Rõ ràng tỷ ấy đã cùng Dương Kiên. Nhị tỷ của muội hôm đó cầm tay huynh như vậy mà nói chuyện nè. Hả? Muội nghĩ huynh tùy tiện du oan cô ta sao?
Còn nữa, bản lời khai này là tỳ nữ của nhị tỷ muội muốn mua chuộc mã phu của ta mà bỏ ra một số tiền lớn đó. Nhưng mà sao tỷ ấy lại làm như vậy? Dụ dỗ Quynh thì có lợi ích gì cho tỷ ấy? Muội không tin, muội tuyệt đối không tin. Về chuyện này thì Quynh cũng không rõ nữa, nhưng muội yên tâm đi, Quynh sẽ điều tra rõ ràng. Nè, phải rồi, không phải muội rất thích đánh đàn sao? Mấy hôm nữa Quynh sẽ sai người xây một căn phòng cho muội đánh đàn. Đến lúc đó chúng ta sẽ mãn đàn. Cứ làm theo ý Kinh Ca Ca đi. Mấy ngày hôm nay muội luôn bận biểu tu sửa phòng xá, vất vả cho Quynh rồi. Vậy muội xin về trước đây. Để ta tiễn muội. Không cần. Đã có Thu Từ rồi. Bây giờ hễ gặp hắn là trong lòng của ta lại khó chịu, không biết còn phải khó chịu đến bao lâu nữa đây. Tiểu thư, lúc nãy phủ Thành Dương điện hạ có phái Tam Phúc đem cái này đến. Giờ dậu ngày mai gặp ở Thiên Hương Lầu. Giờ dậu ngày mai Quynh ấy hẹn ta đến gặp nhau ở Thiên Hương Lầu. Quả nhiên là không ngoài dự đoán. Như vậy ngày mai ngươi ở lại phủ, đóng giả là ta, làm bộ bi bệnh. Gia nhân đến hơi chậm trễ, làm Tiểu Dương quả thật chờ đợi đến nỗi sốt ruột rồi. Điện hạ đột nhiên nói chuyện với muội như vậy, mạn đà thấy có chút không quen đó. Hôm đó tiểu thư đã bày tỏ thẳng thắn với ta, nếu như bổn vương còn giả câm giả điếc thì đúng là đáng bị thiên lôi đánh rồi. Thật ra đêm hôm qua ta không hề chập mắt được. Ta cứ nghĩ một vương gia nhỏ nhoi như ta sao lại được tiểu thư để mắt đến chứ. Thật ra muội đối với ngài từ lâu đã chỉ là mấy năm vừa qua trong mắt của ngài chỉ có một mình Già La, không thèm để mắt tới muội. Ta đúng là đáng đánh mà. Nè 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 nè, tiểu thư mời uống với ta ly này. Nếu không phải tại lần này muội ấy phụ lòng của ngài khiến ngài bị tổn thương thì muội cũng không cần bất chấp thể diện nói với ngài mấy lời này. Chỉ là ta vẫn muốn hỏi một câu thật lòng, rốt cuộc cô để mắt tới ta ở điểm nào? Người ngay không nói dòng do, tin rằng ngài cũng từng nghe nói lời tiên tri độc cô thiên hạ chứ. Người đời đều nói có được độc cô là có được thiên hạ, nhưng mà không biết có được nữ tử nhà độc cô thì có được thiên hạ hay không. Trưởng tỷ mỗi ngày nào cũng ước ao làm hoàng hậu, cho nên mới được gả cho hoàng huynh của ngài. Thật ra trong lòng của trưởng tỷ không hề thích ngài ấy chút nào. Cô cũng muốn làm hoàng hậu sao? Tất nhiên rồi, dựa vào đâu mà tỷ ấy dưới một người trên vạn người. Điện hạ, muội và trưởng tỷ là chảy cùng một dòng máu mà. Hơn nữa muội còn thông minh hơn tỷ ấy. Chỉ cần hai chúng ta trở thành phu thê, cộng thêm lòng tin của thái sư đối với ngài và thế lực của độc cô gia muội, chưa chắc là không thể tranh giành ngôi vị cửu ngũ chí tôn đó. Có giả tâm, có khí phách. Nhưng mà không phải thánh thượng vẫn còn ngồi trên long ỷ hay sao? Thái sư đã có ý muốn diệt trừ ông ta lâu rồi. Chỉ cần muội nói với phụ thân đừng bảo vệ thánh thượng nữa, tất cả không phải sẽ thuận lợi hết sao? Nhưng mà không phải ta còn có vị hoàng huynh kia sao? Người đó tính tình nhu nhược, chỉ cần huynh tìm người trừ khử huynh ấy là được thôi. Nếu như huynh không nỡ xuống tay
thì làm cho huynh ấy tàn tật gì đó không phải được rồi hay sao? Thân thể không toàn vẹn thì không thể làm hoàng đế được. Ôi trời ơi, muội suy nghĩ thiệt là chu đáo ha. Chỉ là hoàng huynh đó của ta là tỷ phu của muội đó. Chuyện này người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Nói rất hay. Mạn đà, nếu muội đã có kế sách vẹn toàn, vậy cứ làm theo lời muội đi. Chỉ là chỉ là cái gì? Chúng ta không thể quên chuyện quan trọng nhất. Không phải muội đính ước với Dương gia sao? Đã định hết rồi, chính là có danh có phận. Ta có to gan cỡ nào đi nữa cũng không dám cướp thê tử của người ta đâu. Chuyện đó có gì khó? Chỉ cần điện hạ chịu cưới muội, muội tự nhiên sẽ có cách để Dương Kiên chủ động từ hôn. Từ hôn? Lúc Dương Kiên mới vào kinh thành, không phải có mấy nữ tử liếc mắt đưa tình với huynh ấy hay sao? Hả? Chỉ cần huynh nhờ người hẹn huynh ấy ra chuốc rượu cho thật là say, đợi huynh ấy uống nhiều rồi, muội sẽ tìm mấy khuê nữ nhà lành cứ bám lấy huynh ấy, sau đó muội sẽ làm lớn chuyện lên, không sợ là huynh ấy không lấy cô ta. Muội thật sự không thể nghe tiếp nữa. Nhị tỷ, sao tỷ độc ác như vậy hả? Sao muội lại ở đây? Được đó, hai người thông đồng với nhau bày kế hãm hại ta. Vốn dĩ lúc A Ung nói với muội, muội còn không tin. Nhưng mà tỷ, Dương Kiên tốt với tỷ như vậy, sao tỷ hãm hại huynh ấy? Tỷ thử hỏi lương tâm mình đi, có xứng với huynh ấy không? Chuyện này không cần muội quản. Được rồi, muội không quản được, chị cha và trưởng tỷ quản được chứ. Bây giờ muội về nói cho họ biết. Ê, Già La. Ê, Già La, đợi một chút. Già La, muội nghe tỷ nói đã. Già La, Già La, Già La, đợi một chút. Già La, Già La, cấm muội không được nói linh tinh với cha. Muội không có nói linh tinh, trong lòng cha chắc là biết rõ. Hơn nữa còn A Ung chắc chắn sẽ làm chứng cho muội. Hảo muội muội à, tỷ tỷ sai rồi, tỷ tỷ cầu xin muội có được không? Chuyện này tuyệt đối không thể nói ra mà. Cùng lắm sau này tỷ tỷ hối cải là được rồi ha. Tỷ tỷ gả cho Dương Kiên, tỷ tỷ không giành phủ Thành Dương với muội nữa. Muội hài lòng chưa? Tranh giành phủ Thành Dương với muội gì chứ? Muội với A Ung hoàn toàn trong sáng. Được 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 được, còn chuyện này phải nói rõ ràng cho cha nghe mới được, nếu không sau này cả muội cũng bị liên lụy. Ê đừng mà, tỷ cầu xin muội đó. Tỷ sai rồi, tỷ sai rồi, tỷ sai rồi. Không nghe. Tỷ đã xuống nước mà muội vẫn không chịu nghe, có đúng vậy không? Không nghe. Có nghe hay không? Không nghe. Muội đợi đó, vẫn muốn tố cáo với cha có đúng như vậy không? Đúng. Còn tố cáo nữa không? Tố cáo. Còn tố cáo nữa không? Có. Nhị tỷ, nhị tỷ, cứu mạng, cứu mạng với. Cái gì vậy? Nhị tỷ, nhị tỷ, nhị tỷ, nhị tỷ, nhị tỷ, làm sao đây? Làm sao đây? Nhị tỷ, cầm lấy, nhị tỷ, nè, cầm lấy, chụp lấy, nhị tỷ, chụp lấy đi, cẩn thận nè, nhị tỷ, nè, mày lên, tại sao lại như vậy chứ? Nhị tỷ, đừng có vậy la, buông làm gì vậy? Cẩn thận đó, cẩn thận, nè. Bạn đã, bắn vô huynh đi, bắn vô. Nguy hiểm, nhanh lên, nhanh lên. Cầm lấy, nhanh lên. Nhị tiểu thơ đi, cầm lấy, nắm chặt đi. Nhị tiểu thơ, nhị tỷ, nhị tiểu thơ có sao không? Nhị tỷ, nhị tiểu thơ, tỷ sao rồi? Dạ là, đừng có đẩy tỷ có được không? Tỷ không nhìn thấy gì hết, tỷ sẽ không nói với ai đâu. Muội, muội đẩy tỷ hồi nào đâu, đâu có. Sao muội lại hại bạn đà chứ? Không phải như vậy đâu công tử. Đó là tao thấy muội cầm cây đánh muội ấy, tiền tiền của muội đó, sao muội lại làm như vậy chứ? Muội không có. Muội không liên quan đến Già La, đều tại muội không cẩn thận, cứ coi như muội tự nhảy xuống đi vậy là được rồi. Bạn đà, nhị tiểu thư, nhị tỷ, nhị tỷ. Già La, Già La đừng hại tỷ. Mạn đà, ta là tỷ tỷ của muội, đừng hại ta mà. Già La, Mạn đà, đừng không mà, sao đừng đâu. Hại ta mà. Hả? Đừng hại ta, đừng hại ta. Lão gia,
người nhất định phải làm chủ cho tiểu thơ của tôi đó. Hồi nãy đại phu có dặn rồi, Mang Đà chỉ bị kinh sợ một chút, không có gì đáng ngại. Bà ở lại đây với nó, chỉ cần nó tỉnh lại lập tức thông báo cho ta. Muội thật sự không có đẩy nhị tỷ xuống nước. Cha, cha hỏi con, sao nhị tỷ con tự nhiên lại té xuống nước chứ? Tỷ ấy tự nhảy xuống. Nó tự nhảy xuống nước à? Ừ. Nó lớn như vậy rồi, con nói nó không cẩn thận rồi tự nhiên té xuống nước à? Cha, con không có gạt cha. Lúc đó con vội trở về phủ, nhị tỷ muốn cản con, không cho con đi. Nhưng mà vừa quay lại tỷ ấy đã té xuống rồi. Nếu như nó thật sự tự mình té xuống nước thì tại sao nó còn la lên van xin con đừng lấy cây đánh nó chứ? Con, nhạc phụ, con chạy tới để cứu Mạng Đà. Nhìn thấy lúc đó và la dùng gậy trúc cứu người, còn Mạng Đà đang dùng gậy dưới nước, chắc là do quá sợ hãi nên mới hiểu lầm thôi. Cha hỏi lại con, trước khi nhị tỷ con té xuống nước, hai tỷ mụi con rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao nó muốn cản con? Tại sao con lại phải xô đẩy nó? Cha nghe hạ nhân nói hai đứa lần lượt bước vào phủ. Vậy thì các con vừa mới đi đâu về? Tụi con đến Thiên Hương Lầu. Thiên Hương Lầu? Các con đến Thiên Hương Lầu làm gì? Dạ tụi con. Cha, cha. Bạn Đà, đừng hỏi nữa. Sao lại ra đây? Bạn Đà, bạn Đà, đỡ nó đi. Là tự con té xuống nước, thật sự không liên quan đến nhà La. Được rồi. Nhà La, con thành thật nói cho cha biết, hai đứa rốt cuộc có chuyện gì vậy? Được, con nói. Nhưng mà Dương Kiên, huynh tránh đi một chút được không? Tại sao chứ? Cha, hôm nay muội muội hẹn Phủ Thành Dương ở Thiên Hương Lầu, bọn họ bàn chuyện cũ thôi, thật ra không có gì hết. Nhĩ Nư dám lấy tính mạng ra thề, thật sự không có gì hết. Cha, mặc dù muội muội đã đính hôn với biểu ca Lý Gia, nhưng mà chuyện này tuyệt đối không thể đồn ra, tuyệt đối không thể. Hôm nay muội muội chỉ là nhất thời nóng vội, không cẩn thận xô con té xuống nước. Chỉ là muội ấy không muốn con dẹp mép với cha thôi. Nhị tỷ, tỷ không được ngậm máu phun người. Rõ ràng tỷ muốn làm Dương Phi. Tỷ đi, đi dụ dỗ A Ung, bị muội phát hiện. Muội, được lắm, tỷ tốt bụng bao che cho muội, muội lấy quán báo ơn. Cha, cha đừng có tin nó mà. Con không có nói dối. Là tỷ ấy cảm thấy được gã vô chỗ không bằng con, cho nên trong lòng đố kỵ, muốn đá Dương Kiên làm Dương Phi của A Ung. Vậy là muội im miệng đi. Kiên ca ca, muội không có. Quan hệ giữa muội và Phủ Thành Dương chỉ là bằng hữu bình thường, ai cũng biết tình ý của huynh ấy đối với muội muội. Hơn nữa muội vừa đến ước với huynh, làm sao muội có thể với Phủ Thành Dương được? Điều A Ung nói là thật đó. Nhị tỷ thật sự, muội thật là tỷ có lòng tốt giấu giếm giùm cho muội, muội lại vu oan cho tỷ. Rõ ràng là tỷ vu oan cho muội. Nếu không tin, có thể kêu A Ung đến làm chứ. Câm miệng. Dạ La, cha chỉ hỏi con, rốt cuộc hôm nay có phải con và Phủ Thành Dương gặp nhau ở Thiên Hương Lầu hay không? Dạ. Vậy con có biết con đã là người có hôn ước hay không? Sao có thể gặp riêng nam nhân khác ở bên ngoài được? Vì con lâu rồi không được gặp huynh ấy. Hơn nữa, trời, chúng con là bạn cũ. Câm miệng. Cha thật sự rất thất vọng về con. Về chuyện này, cha sẽ điều tra rõ ràng. Nhưng mà bây giờ con đến từ đường tự kiểm điểm cho cha, không được cha cho phép, không được ra ngoài. Cha, ngay cả cha cũng nghĩ con nói dối được sao? Cha thật sự cảm thấy là con xô nhị tỷ xuống nước hả? Con còn không mau đến từ đường kiểm điểm đi. Nhị tỷ, người đang làm, trời đang nhìn. Mùi vô nghỉ ngơi đi. Còn không mau dìu Mạng Đà vô phòng nghỉ ngơi đi. Nhạc phụ, con thấy chuyện này thực sự có gì đó kỳ lạ. Kỳ nhi à, để con chê cười rồi. Không có gì. Đám tỷ muội này xảy ra tranh chấp nhỏ cũng là chuyện thường ngày, chẳng qua là kiểu ăn nói của trẻ con, qua mấy ngày nữa là không sao rồi. Con cũng nên về đi, sau khi ta điều tra rõ ràng sẽ nói lại với con. Dạ.
Tiểu thơ à, lão gia kêu tiểu thơ tới đây phản tỉnh, đâu có kêu quỳ đâu. Tiểu thơ mau đứng lên đi, lỡ giống như lần trước bị ngất xỉu thì phải làm sao? Ngất xỉu thì ngất xỉu, để ta chết đi, dù sao cha cũng không thương ta. Tiểu thơ. Lão gia. Vậy là vẫn còn giận cha sao? Nè, nhìn coi. Đây. Nè nè, đây là món cháo con thích ăn nhất nè. Hả? Nè. Con à, con là người thế nào cha biết rất rõ. Cha không hiểu lầm con. Cha, con không xô nhị tỷ thật mà. Cha biết. Nè, ăn cháo trước đi. Hả? Ngon không? Tiểu thơ, hôm nay tiểu thơ làm tôi sợ muốn chết. Không cần, ta không sao nữa rồi. Tiểu thơ, sau này mấy chuyện như vậy đừng có làm nữa. Cô không biết sau khi về phủ nghe tin cô bị té xuống nước, tôi sợ muốn chết luôn. Đừng có nói nữa. Hôm nay nếu như không phải ta thông minh chớp lấy thời cơ dùng khổ nhục kế thì ta đã thân bại danh liệt rồi. Tình Vũ Văn Ung đáng ghét này lại cấu kết với Già La để gạt ta. Người cứ chờ đó. Cô qua đây. Bây giờ cô ra ngoài tìm người loan tin đồn, cứ nói là thường nhìn thấy Vũ Văn Ung và Già La gặp riêng với nhau. Tóm lại, đồn hai người họ càng khó nghe thì ta càng an toàn hơn. Nhưng lão gia nói rồi, chuyện này phải giấu nhẹm đi. Nếu loan tin về Tam tiểu thơ, vậy thì hôn sự của cô ấy nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Đã là lúc nào rồi, không phải nó chết thì là ta chết. Còn để ý nhiều chuyện như vậy để làm gì? Mười muốn ai chết, ai vong. Tiểu thơ, đừng ở đó làm bộ. Ra đi. Nếu con thật sự muốn hại nó, sao lại gọi Xuân Thi ra để tìm người giúp đỡ? Người gác cổng đều nói là nhị tỷ con chạy đuổi theo con về tới phủ. Nó ra bên ngoài lúc nào cũng luôn chú trọng thể diện, nhưng mà hôm nay lại làm ra mấy chuyện ầm ĩ khắp phố như vậy, nhất định là có ẩn tình. Vậy là con hãy thành thật nói với cha, Mang Đà và Phủ Thành Dương có phải là thật đó. Ban đầu con cũng không tin, cho nên A Ung kéo con ra phía sau bình phong nghe lén. Tỷ ấy nói rất nhiều với A Ung. Tóm lại, tỷ ấy cho rằng con và trưởng tỷ được gả chỗ tốt hơn tỷ ấy. Tỷ ấy còn nói chỉ cần A Ung chịu lấy tỷ ấy thì nhà chúng ta sẽ giúp quân ấy làm hoàng đế. Tỷ ấy còn nói độc cô thiên hạ. Tỷ ấy còn nói phải tìm gái nhà lành để gài bẫy Dương Kiên, làm quân ấy hổ thẹn từ hôn. Nó nói như vậy thật à? Con thề với linh hồn của mẹ trên trời. Được rồi, được rồi. Con gái ngoan, quán ức cho con rồi. Nhưng con có biết tại sao cha lại bất phân trắng đen đuổi con vô từ đường phản tỉnh hay không? Đứa con gái ngốc này, mấy cái chuyện này sao có thể nói ra trước mặt Dương Kiên được chứ? Lỡ như chứng minh được nhị tỷ con thật sự làm ra chuyện này thì sao? Hơn nữa, nếu nó còn cố ý nhảy xuống nước để hãm hại con nói sau này làm sao gả cho Dương gia được nữa. Vậy cho nên trước đó con mới kêu Dương Kiên tránh mặt. Cha biết chứ, nhưng mà cha cũng không còn cách nào. Trong tình huống đó, cha cũng chỉ có thể làm bộ nổi giận với con mới có thể tạm thời làm lắng chuyện này xuống. Con nghĩ đi,
chuyện này liên quan đến thanh danh, một khi truyền ra ngoài, không chỉ nhị tỷ con, mà ngay cả hôn sự của trưởng tỷ con cũng bị liên lụy. Dù sao thì qua mấy ngày nữa nó cũng thành thân rồi. Nhưng mà cha, con bị quan. Đương nhiên rồi, trong mắt cha, Tiểu và La trước giờ đều quang minh lỗi lạc, trong sạch hơn ai hết. Chỉ là cha cũng lớn tuổi rồi, chỉ có thể nhân lúc khoảng thời gian đầu óc cha còn minh mẫn, còn được hiền tế tốt, sau đó gả từng đứa cho người ta sống bình an suốt đời. Như vậy cha mới yên tâm được. Không sai, chuyện nhị tỷ con làm quả thật là rất quá đáng. Nhưng mà cha tin con cũng không muốn nhìn thấy nó sau khi làm lớn chuyện này lên bị Dương gia từ hôn chứ. Con không muốn. Nhưng mà chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua chuyện này sao? Nhị tỷ vô quan cho con cũng phải bị cha trừng phạt. Được, con yên tâm, cha nhất định sẽ dạy dỗ nó. Nhưng không phải là bây giờ. Dù sao phải đợi sau khi lo xong hôn sự của tỷ tỷ con rồi mới tính tiếp được. Thật sự không hiểu tại sao nhị tỷ con tự nhiên lại trở thành như vậy nữa. Hy vọng nó chỉ là nhất thời hồ đồ thì tốt biết mấy. Còn con đó, cứ coi như giúp cha một lần đi. Thời gian này con cứ ở trong từ đường chịu khó giùm cha 2-3 ngày có được không? Dạ được. Nhưng mà con không muốn trở thành kẻ xấu xa hãm hại tỷ tỷ trong mắt người khác. Con đừng có lo, cha sẽ không để người khác hiểu lầm con đâu. Chuyện này cha nhất định sẽ nghĩ cách giải thích rõ ràng với Dương Kiên. Cha thật sự mệt quá rồi. Nếu như là mấy năm trước khi cha vẫn còn trẻ, cha nhất định sẽ lấy roi da để xử lý nhị tỷ con một trận đó. Sau đó khi gả đại tỷ con đi xong, lại cho nó gả đến Dương gia xa xôi kia. Như vậy cha có thể yêu thương Tiểu và La của cha rồi. Nhưng mà chỉ sợ không bao lâu nữa Tiểu và La của cha cũng sẽ gả cho người ta rồi. Cha, con không lấy ai cả, con chỉ muốn ở nhà với cha thôi. Dù sao thì con cũng không thích Lý Trần biểu ca đâu. Không được nói bậy. Trưởng tỷ, tại sao tỷ lại đưa muội đến đây? Ta mới về phủ, đã nghe được rất nhiều chuyện. Độc Cô Mạn Đà, A tỷ không biết từ lúc nào muội lại trở thành kẻ biết diễn tuồng, vừa diễn Bạch Liên Hoa cho ta coi, vừa tạt gáo nước dơ vào mùi mùi của mình. Sao hả? Có phải muội cho rằng tỷ cũng ngốc như Dương Kiên để cho muội quay bồng bồng? Không phải, trưởng tỷ, tỷ đã hiểu lầm rồi. Hiểu lầm mà? Vậy hồi nãy những lời Phủ Thành Dương nói với ta cũng là hiểu lầm hay sao? Xin lỗi, muội cũng là nhất thời hấp tấp. Trùng hợp Dương Kiên cũng ở đó. Nếu như muội không nói như vậy thì tất cả đều kết thúc rồi. Còn nếu như không có Dương Kiên thì sao? Muội vẫn muốn đổ cho già La tội danh sát hại tỷ tỷ hay sao? Muội cũng chỉ là nhất thời hồ đồ mới nói ra những lời như vậy. Thì nhất định đừng nói cho phụ thân và Dương Kiên. Cùng lắm thì sau này muội sẽ sửa đổi là được rồi. Sửa đổi? Muội có thể thay đổi được xuân thu đại mộng của mình, có thể thay đổi được giấc mộng Dương Phi sao? Trưởng tỷ, muội không dám nữa. Kéo muội lên đi, đừng mà trưởng tỷ. Nhớ kỹ lời ta nói, tỷ muội của Độc Cô gia chúng ta phải đồng lòng đồng đức. Sao hả? Lời ta nói muội cũng để ngoài tai sao? Muội sai rồi.
muội sẽ không dám nữa. Trưởng tỷ tha cho muội. Cái bộ dạng này của muội còn dám nói cái gì là độc cô thiên hạ? Nếu muội đã bất chấp tình nghĩa tỷ muội của chúng ta, chúng ta cũng không cần khách khí với muội nữa. Nghe cho kỹ đi, hoàng hậu của Đại Chu chỉ có thể là một mình ta. Ai mà dám đối địch với ta thì chỉ có mỗi con đường chết. Muội hãy ngoan ngoãn an phận thủ thường, gả vô Dương gia đi. Nếu như còn xảy ra bất kỳ chuyện gì, ta sẽ giống như hôm nay, có thể đạp chết muội bất cứ lúc nào, đơn giản như dẫm chết một con kiến. Tiểu thư, cô không sao chứ? Buông ra đi. Độc cô ban nhược, độc cô dạ la, ta hận các người. Điện hạ, thỉnh cầu này của lão phu thật sự là quá mất mặt rồi. Thưa tướng đại nhân, sở dĩ chuyện ra nông nổi này cũng tại tiểu dương suy nghĩ không thấu đáo. Nhưng thưa tướng đại nhân có thể yên tâm, ta và Dạ La có giao tình từ nhỏ, chuyện ngài dặn dò ta nhất định sẽ cố gắng thực hiện. Bên phía Dương Thế Tử nếu như có đến tìm ta, ta nhất định sẽ cho ngài ấy một câu trả lời dự ý. Đa tạ điện hạ. Thế tử, ngài đến rồi. Tối qua tiểu thơ khóc lóc suốt đêm, ngài mau khuyên tiểu thơ đi. Được rồi, nhạc phụ đã điều tra rõ ràng rồi, là Dạ La vô ý xô đẩy mùi té thôi. Là mùi té xuống nước, tại sao huynh vẫn binh vực cho mùi ấy chứ? Ta biết mùi bị hoảng sợ, trong lòng không được thoải mái. Nè, hay là về đi được không? Đợi mấy ngày nữa trong phủ hết ầm ĩ, huynh đưa mùi ra ngoài đi dạo, tới lúc đó tâm trạng sẽ tốt lên thôi. Kinh ca ca, nếu như huynh chịu giúp mùi một chuyện, bây giờ muội có thể vui trở lại. Huynh coi, Già La và Phủ Thành Dương liên thủ với nhau quỷ thanh danh của muội, quả thật là ra tay quá tàn độc. Muội muốn huynh bây giờ hãy dâng thư tới thánh thượng. Huynh cứ nói Phủ Thành Dương có ý muốn mưu phản, rồi tùy tiện nói vài lý do, rồi trình lên trên. Thánh thượng vốn dĩ không thích hắn, như vậy thù của muội được báo rồi. Không được, Phủ Thành Dương ly gián hai muội là không đúng, nhưng mưu phản là chuyện lớn, huynh không thể tùy tiện vu cáo ngài ấy. Muội muốn hắn phải thân bại danh liệt, muốn Già La phải đau lòng đến chết. Huynh tốt nhất phải làm lớn chuyện này lên một chút, và cả đám người của Ninh Đô Dương, như vậy thì ban nhược cũng không thể gả đi được, để tỷ ấy không còn ra oai trước mặt muội nữa. Sao vậy, huynh sợ hả? Không phải, ta chỉ cảm thấy có chút kỳ lạ thôi. Nếu muội vì chuyện này mà hận Già La thì ta có thể hiểu, nhưng mà có liên quan tới trưởng tỷ, hôm qua tỷ ấy lại không ở trong phủ. Mạng đà, sau này mùi sẽ là phu nhân của quận công phủ rồi, mùi làm việc gì cũng phải bình tĩnh một chút. Hả? Mùi muốn hủy hôn sự của Già La và trưởng tỷ, đối với chúng ta có lợi ích gì? Mâu thuẫn như tỷ mùi với nhau giải quyết là được rồi. Nè, huynh và đệ đệ của huynh cũng thường cãi nhau, mấy hôm sau cũng làm lành lại vậy thôi. Huynh ra ngoài đi. Huynh, cả chút chuyện này mà cũng không chịu giúp mùi, sau này mùi biết sống làm sao? Không phải, huynh... Huynh ra ngoài đi. Ra ngoài đi. Thế tử, tiểu thơ chỉ bị hoảng sợ quá, tính tình mới trở nên kỳ lạ cổ quái. Nô tỳ cậu xin ngài đừng để bụng, đừng vì chuyện này mà không vui với tiểu thơ. Tiểu thơ nhà tôi mất mẹ từ sớm, người duy nhất có thể tin tưởng trên thế gian này chỉ có một mình thế tử thôi. Nếu ngay cả ngài cũng... Không có đâu, sao ta có thể giận mùi ấy được. Người phải chăm sóc bạn đã cho tốt, giúp mùi ấy nghỉ thông suốt. Đợi vài ngày nữa mùi ấy bình tĩnh lại, ta sẽ tới thăm. Dạ. Tại sao tôi cảm thấy vị tiểu thơ này không hiền lương thục đức như người ta đồn đại, cứ luôn miệng ăn nói hỗn hào như vậy với đại tiểu thơ? Có phải là vì con thứ nên trời sinh đã là... Trịnh Vinh, cô ấy là chủ nhân tương lai của ngươi, sao có thể ăn nói tùy tiện như vậy? Ta mà để ý mấy chuyện thứ xuất đó sao? Không sai, mẹ ruột của bạn là địa vị không cao, nhưng đó là lỗi của cổ hả? Từ nhỏ tới lớn, những thiệt thòi mà cổ phải chịu đã đủ nhiều rồi, để nào sau khi làm thế tử của Dương Kiên ta còn để cho người khác chê cười sao? Hôm qua
suýt chút nữa còn mất mạng. Tinh thần không ổn định, cãi nhau vài câu với người thân thì ta thấy có vấn đề gì đâu. Thuộc hạ biết sai rồi, xin thiếu chủ trách phạt. Người đó, mau về phủ đi, mấy ngày tới chỉ ở yên trong đó thôi. Tiểu thơ à, đây là trứng vừa mới luộc xong, dùng nó chườm lên mắt, ngày mai mắt sẽ không còn sưng nữa. Dương Thế Tử này, hắn chẳng là cái thá gì hết. Tiểu thơ của chúng ta phải chịu thiệt thòi như vậy. Hắn thì hay lắm, còn đứng về phía người khác nữa. Nhữ nương, bà bớt nói vài câu đi. Mau ra ngoài đi, ở đây có tôi chăm sóc tiểu thơ rồi nè, ra ngoài đi. Tiểu thơ, Tư Lỗi nô tỳ nói ra mấy câu thật lòng. Chuyện này là tiểu thơ đã thất sách trước rồi. Nếu đại tiểu thơ dám đối xử với cô như vậy, lão gia thế nào cũng biết. Nếu không thì sao mấy ngày nay không tới thăm cô chứ. Tiểu thơ, nếu cô đắc tội với đại tiểu thơ và tam tiểu thơ lại không được lão gia quan tâm, bây giờ người có thể đặt hy vọng chỉ có mình cô gia thôi. Nếu đã như vậy, tiểu thơ hà tất đuổi ngài ấy đi? Như vậy không phải khiến ngài ấy không vui sao? Độc cô mạng đà ta, sao gặp phải phu quân như vậy chứ? Lát nữa ta sẽ cắt một nhúm tóc để vào ở trong túi hương ngươi mang tặng cho huynh ấy, nói là ta đã biết sai rồi, kêu huynh ấy đừng có tức giận nữa. Nô tỳ sẽ đi ngay, Thế Tử thế nào cũng sẽ tới thăm cô liền. Tuyệt đối đừng để cho huynh ấy đến. Ngươi nói là bây giờ ta rất là áy náy, không còn mặt mũi nào gặp huynh ấy hết. Nếu gặp thì hãy đợi đến tiệc hỷ đi. Dạ được. Huống hồ bây giờ ta không hề muốn gặp huynh ấy. Ta không tin là Già La sẽ làm hại tỷ tỷ cô ấy. Ta cũng không tin rằng bạn đà lại. Chuyện này chỉ có thể trách ta. Đương kim thánh thượng không thích người thứ huynh này, cho nên người mới đày ta đi Đồng Châu. Sau này ta đã đi theo thái sư kháng chỉ hồi kinh, thánh thượng càng cảm thấy hận trong lòng. Ngài ấy ghét ta có quan hệ tốt với thừa tướng, rồi đặt một cái bẫy mượn danh nghĩa của ta với huynh, rồi hẹn gặp tỷ muội Già La, sau đó phái người giả giọng của bọn họ, khiến bọn họ nảy sinh hiểu lầm lẫn nhau. Thật sao? Tại sao ta phải gạt huynh? Đáng tiếc, ta không phải là kẻ ngốc, ta không tin. Điện hạ, thật ra huynh không giỏi nói dối. Lần trước huynh gạt Già La, nói là huynh không thích cô ấy. Bây giờ huynh lại gạt ta, cũng y như vậy. Được rồi, huynh không cần phải nói. Nếu huynh không nói, nhất định là huynh có chuyện khó nói, ta cũng không hỏi nhiều. Nhưng mà huynh phải nói thật với ta, Mạng Đà thật sự đã nói với huynh cô ấy có muốn gả cho ta, muốn làm dương phi của huynh sao? Không có. Đúng là ta có rất nhiều chuyện không tiện giải thích với huynh. Huynh chỉ cần biết những hiểu lầm trong chuyện này đều là vì thái sư muốn phá hoại hôn sự của Ninh Đô Dương và Ban Nhược tỷ tỷ. Biết vậy là được rồi. Ta không thể đến bên cạnh Già La cũng chính là vì chuyện này. Ta có thể thề với trời, nếu ta có nửa lời dối trá, trời bắt ta chết. Sao vẫn chưa tới vậy? Đợi thêm chút nữa. Ê, thiếu chủ, Thu Từ cô nương tới tìm người. Thế Tử, đây là của tiểu thơ nhà tôi đưa cho ngài. Nói với Mạng Đà, đừng có suy nghĩ linh tinh. Cô ấy vừa đáng yêu vừa đáng thương, ta thương cô ấy còn không hết, sao lại giận cổ được chứ? Đây là ngọc bội tổ mẫu để lại cho ta, về đưa cho cổ, nói với cổ rằng tình ta như ngọc, kiên trì bền vững. Dạ,
nô tỳ sẽ đi ngay. Được. Chuyện lớn không xong rồi, phu nhân bệnh rồi. Phu nhân bị bệnh đã lâu, vừa rồi đột nhiên đàm khí đi lên, bây giờ lục mạch đã đoạn, mong thầy sự nén nỗi bi thương. Sao, con đang suy nghĩ chuyện đó sao? Không có. Muội không gạt được tỷ đâu. Tỷ tỷ, muội hiểu được tâm ý của cha, danh dự của Độc Cô gia chúng ta. Nhưng mà nhị tỷ cứ như vậy mà gả đi, vậy Dương Kiên không phải rất đáng thương sao? Chúng ta giấu huynh ấy như vậy có được không? Chuyện này hãy nghe theo cha đi, muội đừng quản nhiều nữa. Dạ. Tỷ tỷ, cha nói muội có thể tham gia hôn lễ của tỷ. Bái đường thành thân và cả động phòng đều ở Thanh Lư. Theo quy tắc, các đệ đệ muội muội phải ở bên ngoài khu động phòng để đến giờ tí mới rời đi được. Vậy tốt rồi. Nhưng mà muội thật sự không nỡ để tỷ gả đi đâu. Nếu tỷ làm Dương Phi, sau này muội rất khó để gặp tỷ. Nhà đầu ngốc, sao muội không nghĩ là sau khi tỷ thành Dương Phi, muội có thể lén ra ngoài để đi thăm tỷ chứ? Cũng đúng. Tỷ tỷ, muội giúp tỷ thu dọn đồ đạc nha. Được. Tỷ tỷ, ngày mai khi xuất giá, tỷ cài trâm này sao? Ngày mai tỷ sẽ không cài nó, nhưng mà tỷ mua nó cùng tỷ vào Dương phủ. Muội còn giữ nó sao? Sao ngài lại tới đây? Mau đi đi. Ta kêu ngài đi đi, ngài nghe không hả? Đi dạ đi là... Không sao, thái sư chỉ đến tìm tỷ nói vài câu thôi. Muội ra ngoài trước đi, canh cửa giúp tỷ, đừng để ai nhìn thấy. Minh chi, 水月, 菩提树下有